Thưa chị các bạn, thì hiện giờ Vũ Chiến đang có mặt tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa chị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến lại tiếp tục theo chân anh Tùng, có người có biệt danh là Vua Khỉ, đi lên trên này cưa rất là nhiều cây các bạn. Trong một khu đất này có rất nhiều cây. Người ta kêu anh Tùng lên để cưa hết những cái cây này để cho bắt đầu là người ta làm một cái trang trại hay gì đó. Hiện bây giờ là anh Tùng đang leo lên cái cây này, cây lâm dồ. Cây lâm dồ này nó gần giống như cây bồ đề mình các bạn. Hiện bây giờ anh Tùng leo lên hạ nó. Rồi xung quanh đó là có rất nhiều cây, anh Tùng cũng cưa hết luôn, cưa trong cái vườn của con ta. Bữa nay cưa cũng khỏe các bạn, tại vì cái cây này nó cao nhưng mà mình không phải đạn từ khúc khúc như những lần trước. Mình chỉ đạn xung quanh xong rồi mình hạ gốc xong mình trả lại vị trí cho người ta thôi. Bây giờ anh Tùng đang leo lên để đạn những nhánh mà nó còn vướng bận rồi đó. Để bắt đầu là một hồi tới khúc kia là mình cắt gốc ngay thôi. Có những chỗ thì cũng phải cột dây nhưng mà tại vì phía dưới đó nó có một cái ao nên anh Tùng có những chỗ anh Tùng phải cột dây để chằng mấy cái nhánh nó vô. Hôm nay đi theo anh Tùng thì cũng có rất là nhiều người bạn của anh Tùng nha, để đi theo phụ anh Tùng á, chứ một mình anh Tùng nếu mà cưa bữa nay cưa cũng không có hết đâu, nên anh Tùng phải dẫn theo 3-4 người bạn của anh Tùng theo.
Sau đây là cái anh áo trắng với bạn xưa đó là bạn của anh Tùng, cũng ở dưới quê cho chuyện dây lên. Còn ở đây cũng hai người đi theo nữa, và tổng cộng hôm nay mình đi theo khoảng 40 người để đi theo cưa nguyên cái vườn này. Các bạn xem khi cái vườn khá là rộng luôn. Bây giờ anh đang hạ cái cây lâm dồ đó các bạn, nó cột dây kéo vô. Còn mấy cây kia là nó cũng nhỏ rồi, nó cũng có bự có nhỏ có. Bữa nay thì không phải như mọi lần nha các bạn, anh Tùng chỉ là đứng ở dưới nhiều hơn là leo trên ngọn cây cao, nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Cái cây này trong đây nó có cái ổ ong mật hay nhỉ các bạn, nó có ổ mật quý vị các bạn thân mến. Thì video của buổi chiến đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo của Du Khỉ nha.